chào quý vị của Lido Sài Gòn TV trong chương trình trò chuyện live ở trên Facebook và YouTube của Lido Sài Gòn TV. Chúng ta đã có mặt ở trong hội chợ Tết sinh viên tại OC Fair 2022 năm con cọp. Bây giờ là Ngọc Lan với anh Nguyễn Trường đang đứng ngay tại sân khấu chính của hội chợ, và trước mặt Ngọc Lan đây là một thành viên ở trong ban tổ chức. Ghé thôi. Nhưng mà anh có thể giới thiệu một chút xíu về hội chợ Tết năm nay đi ạ. Tôi là Hòa, chỉ ghé hơi thôi, không có thành viên trong ban tổ chức, nói về mấy em nó buồn. Mình là lão rồi. Có giúp một chút ít trong cái làng Việt Nam. Có chút ít trong vấn đề văn nghệ chút xíu thôi, không có nhiều, chút xíu thôi nha, nhớ nha. Và anh em làm phải nói rất là cực lực, rất là mệt, nhất là cái vì Covid-19. Quý vị thấy là hầu như là phải bịt mặt hết, tất cả em trẻ là lên trên đưa xuống là phải mang khẩu trang hết. Và cái sân khấu nó mấy năm trước đó, là mình làm ở trong nhà để cho ấm cho quý bác quý đồ qua văn nghệ, nhưng mà năm nay phải đem ra ngoài trời. Và nhờ như thế đó mà nó lại rất là đông đảo và rất là vui, là bởi vì những người lớp lớn như lớp trẻ tuổi gọi là hòa quyện với nhau. Và trước mặt cái sân khấu đó là dãy đồ ăn và các cái bàn ghế là người ta vừa ăn uống, người ta vừa coi văn nghệ, thì cái đấy nó rất là tốt, rất là tiện lợi. Đây sau lưng tôi, sau lưng Hòa đó là các cái bàn đồ ăn, các cái gian hàng đồ ăn, thì công việc rất là trôi chảy. Nhưng mà quý vị đưa tới được cái làng Việt Nam và nó rất là tốt. Anh em mà hồi nãy đứng sau lưng tôi mà nói chuyện ông tổ đó là một số anh em đang làm ở trong cái làng Việt Nam, phụ giúp trong cái làng Việt Nam. Làng Việt Nam năm nay nó có gì khác với những năm trước không anh? Làng Việt Nam năm nay có trên dưới khoảng đôi gần 100 em volunteer nhé, thiện nguyện viên 100 em, tuổi từ 14 cho lên tới khoảng 25, từ học sinh trung học cho đến sinh viên, những em đã ra trường rồi, có em là bác sĩ nha, có em là dược sĩ, có em là kỹ sư, trở về lại để mà giúp cho cái làng Việt Nam. Mình rất là quý trong cái chuyện này. Làng Việt Nam của mình ở trong khuôn viên của hội chợ Tết á, là có những cái thiết kế gì đặc biệt tiêu biểu của ba miền của Việt Nam mình hay không? Thiết kế ba miền thì là nó không có rõ ràng, nhưng mà nó có bàn bạc trong đó. Thứ nhất là miền Nam mình là rập nước, thì các em làm các con xuồng, cái chèo, trên thì có chim nhạn bay để cho chó mình là cái đất trù phú. Rồi ở miền Bắc thì có chùa Một Cột, nó nằm ngay ở giữa làng, và bên cạnh đó nữa là có nguyên một cái vàng nón lá treo toàn thân. Nghĩ nó nón lá là nghĩ tới Huế, Cố Đô, nón bài thơ, thì cái đó nó bàn bạc ở trong đó. Và không những thế mà các em còn nghĩ đến vấn đề trong nước nữa, thành ra các em làm một cái là quyết sinh vô đó. Mình cầu mong cái gì thì mình viết lên đó, mình gắn lên đó, thì nhiều em rất làm ở đó. Rồi bây giờ là chỉ đường cho Ngọc Lan với anh Nguyễn Trường đến làng Việt Nam trước đi anh Hoàng. Rồi ok, ở đây như Dương này anh chị đi thẳng vô. Dạ. Đó, thấy cái chữ Nam Một Bên Tê không? Okay. Bên anh thấy ba lá cờ đấy không? Okay. Có cái cờ làng Việt Nam đó. Mới ngay góc đó thôi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, dạ. Rồi, ok. Hi. Đây khán giả, dạ chào. Đi đâu bị bắt gặp. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường đi. Quý vị đang cùng với Nguyễn Trường và Ngọc Lan ở trong áo dài nghe, hội dài chợ nghe. Tết. Dạ, anh Nguyễn Trường mặc áo dài đỏ, còn Ngọc Lan là chụp cái khăn màu đỏ. Tại vì cô xếp hàng để đi được ăn kìa. Đây nè, không phải xếp ở đây. Xếp hàng này. Mọi người để xếp mua hàng bà để mua đồ. Mua đồ ăn mua vô bà, trời ơi. Trời ơi. Đó, đi tiếp đi đến làng Việt Nam trước đi ha. Đúng rồi, hồi tối đi. Tối xuống thì không coi được. Okay. Trời ơi, em nhìn lạ không? Rồi. Ở đây thiết kế luôn cả những cái máy hít để cho người ta xếp hàng buổi tối cho nó đời của sinh viên miền Nam California rồi, cho nên các em làm á thì có rất là nhiều kinh nghiệm, đúng không? Có thể nói là hội chợ Tết sinh viên đó, nó mấy chục năm rồi, những người mà bây giờ họ đã trưởng thành rất là nhiều rồi, khi mà họ ra trường họ đi làm rồi thì họ quay trở lại họ giúp tiếp cho những cái em mới, cứ như vậy mà lần lượt thành ra đi hội chợ Tết sinh viên á. Đi hội chợ Tết sinh viên á thì quý vị sẽ thấy cái không khí
cái gian hàng nè. Chúng ta đang chờ về với cái gì hôm nay? Còn cái gian hàng gì nữa? Trên đùng cà, dưới đùng sâu. Còn làm thơ, làm thơ. Còn cái dạ chị Ngọc Lan chơi không à, chị Ngọc Lan lấy vé không? Dạ, hello. Yeah. Happy New Year nha. Yeah. Happy New Year rồi. Yeah, Lên Đô Sài Gòn TV xin chào. Gian hàng ngôi là gian hàng gì cô? Chơi. Con trâu gì chị chơi không à? Đó. Cái câu này quá dễ đi nè. Con trâu gì? Đó. Rồi. Bừa, bừa hay là cày? Bừa. Chị Ngọc Lan, bừa phải không? Trâu đi bừa phải không? Hay là con trâu đi cày, trâu nó cũng có cày à? Bừa. À, bừa rồi đó. Bây giờ có con rể bừa rồi mà. Không, con rể bừa thì thôi, con trâu đi nằm cho rồi đi. Đâu có thằng con rể nằm đi. Đi bừa. Đi bừa. Đi bừa. Có người bừa rồi thì thôi, trâu ta đi nằm. À, được không? Không được hả? Trâu không được. Câu này ca dao mà ai không thuộc là thôi đó nha. Rồi, xong chưa là xong chưa là. Rồi, giữ cái tay nha. Rồi, con trâu nó làm cái gì? Nó đi bừa. À, đó, đi bừa. Số 2, ai đặt số 2 thì trúng. Ai số 2, con trâu nó đi bừa cái gì? Nó không có đi nằm được. Người mà cày cấy. Em đâu cười tái. Ủa? À, người mà cày cấy. Đó là trúng được gì vậy anh? Sao vậy? Hai cái CD phải không? Okay. Một cái hai cái. Rồi, đây là giải khuyến học. Giải khuyến học. Ok. Trâu đầy mở cái con trâu đi bừa vô cái là trúng liền. Tôi xém xua thua rồi đó. Xém thua hả? Chụp hình và in print. Free photo. Đi tiếp, đi tiếp. Để free yeah. Photo. Còn đây là gian hàng. Gian hàng này thấy người ăn không à, không biết làm gì hết trơn. Gian hàng nghỉ ngơi. Gian hàng nghỉ ngơi. Mình thấy có bịch chip rồi nha. Mình thấy có nước thôi mình ra mình xin. Rồi đây là gian hàng. Chữ nôm. Wow. Chữ nôm. Họ tập biết chữ nôm hả? Ừ. Đây. Ủa, ai phụ trách gian hàng này? Ồ thấy mấy em hướng đạo. Hướng đạo hả? Ồ đúng rồi, từ điển chữ nôm. Dạ. Của liên đoàn gì chị? Văn Lan. Ồ, của liên đoàn hướng đạo Văn Lan. Văn Lan. Dạ. Ờ, gian hàng này là chị giới thiệu đi chị. Gian hàng này là gì chị? Dạ, thưa em gặp ông đồ. Em gặp ông đồ. Ông đồ đâu rồi? Dạ, ông đồ. Ông đồ giới thiệu giùm khán giả Lido Sài Gòn TV là gian hàng của mình là gì đi ông đồ? Anh Lương thôi em. Tôi ngại lên TV đấy. Trời ơi, ông đồ ngại lên. Thế ra ông đồ không giới thiệu được cho mình gian hàng gì hết trơn. Đây là một gian hàng đây. Câu lạc bộ hùng sử Việt. Ờ, câu lạc bộ hùng sử Việt hồi sáng quý vị nhìn thấy rồi đó. Câu lạc bộ hùng sử Việt hồi sáng có thấy rồi. Hồi sáng diễn hàng Tết. Chuẩn bị sẽ múa nữa nè. À, chuẩn bị múa nữa. Ở sân khấu này. Múa ở dạ. Sân khấu. Ok. Dạ, cảm ơn. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Đi tiếp. Hùng sử Việt ở Orange County. Dạ. Hùng sử Việt Orange County chứ không phải là San Diego luôn. Chứ không phải là hùng sử Việt San Diego. Đây, trường nữ trung học Gia Long. Đó. Nữ trung học Gia Long. Dạ Ngọc Lan, cô ở bên Hồng Xu Việt, nhưng mà cô ngồi ghế Gia Long. À. Cái này Gia Long hả cô? Ờ, Gia Long. Hồng Xu Việt. Cái này đó. Thấy gì đẹp đẹp đây nè. Hoa dùng trang trí ngoài sân. Cái này là handcraft. Dạ. Đó là bằng xi măng từ sơn lên đó. Wow. Cái này là một cái là đặc sản Gia Long. Dạ. Đẹp quá. Đặc sản luôn. Rồi cái miệng là cái con lớn dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Hai cô. Ở đây nhiều sân khấu quá vậy. Đây một cái sân khấu nữa nè. Sân khấu nữa. Trận sân làng bay bạc màu. Nhìn xuân đi tiếp, đi qua làng Việt Nam đi, ngồi đông lắm. Ở Việt Nam hồi nãy giờ chưa mua hạ làng Việt Nam hả? Ô đây là cái mô hình giống như chùa Bồ Cột. À, đúng chùa rồi. Bồ Cột, chùa Bồ Cột. Ở đây nè, khu này nè. Ô mình đang ở trong khu vực làng Việt Nam rồi đó.
giờ mình đi từ ngoài đi vô ha, để thấy lực lượng làm Việt Nam nha. Rồi, làm Việt Nam. Đâu, làm Việt Nam nè, 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 làm Việt Nam. Đây. Đây, làm Việt Nam nha. Làm Việt Nam. Giờ mình đi vô đây. Không phải, làm Việt Nam á là ở trong khu vực này nè. Đây là làm Việt Nam, cổng này mới đi vô nè. Giờ ngược lại nè. Đó. À, lối vô là Việt Nam. Lối vô nha, bây giờ bên này. Rồi rồi giờ đi vô nè, đi vô nè. Đó, quẹo bên phải nè. Nào làm Việt Nam quý vị vô vừa vô đó. Đây là thấy những cái ghế rồi. Cà phê cốc. Đó. Ngồi được cái ghế này cũng mệt mỏi lắm à. Rồi bên này. Bản đồ Việt Nam nè. Đây nè, qua đây. Đây. Đây là gì? Ô, cái này là ghi những cái lời chúc nè. Để đi vô đọc thử nha. Rồi, quý vị thấy ở đây là các em đang ghi những cái lời chúc là để treo lên nè. Đó. Rồi, đang nói gì đây? Rồi. Trời ơi, kiếm cái câu nào ngắn đọc đi. Trời ơi, I love my wife. I wish for money and happiness. I wish 2002 will bring peace and love. Nè nè nè, I have to fly. I wish for a waterproof toaster. Okay, một đây, máy nước đó, bánh mì waterproof. Đây đó, nếu quý vị nhìn thấy đây là nơi mà người ta có thể ghi những cái lời chúc ha, những cái câu chúc, những lời ước nữa. Dạ, những điều ước rồi đi tiếp. Rồi đi tiếp. Ồ, đây nè, ghi ở đây. Đây mọi người có thể ghi ở đây đây. Đó. Đây là biển. Mình ghi không? Ghi vậy thôi đi, ngồi ghi thì bon chen quá. Rồi. Đó. Đây bắt đầu vô làm Việt Nam này có những cái trò chơi nè, trò chơi dân gian. Thôi đây, đi ở ngoài trước đi anh Trường. Anh Trường. Trời ơi, đây đây là câu lạc bộ tình nghệ sĩ nè, đó. Đây, đó. Tiên đồng ngọc nữ nè. Đó, tiên đồng ngọc nữ nè. Hôm nay không có bắt dịch, hôm nay không có tới hát karaoke thi contest nha. Dạ, thi luôn. Hát karaoke mấy người ta bỏ đi về. Tôi ý trời ơi, đây nè. Giải thưởng cuộc thi karaoke nè. Đây quý vị ơi. Đây giải nhất 300 đồng lận nha. Một bác tham dự đại nhạc hội câu lạc bộ tình nghệ sĩ, giải nhì 200 đồng, giải ba 100 đồng. Đây nè, linh giới thiệu cô bé này nè, Chelsea 4 tuổi thôi, sinh ra ở Nga, rồi 1 tuổi đi qua Mỹ đến bây giờ, nãy giờ dự thi bài Sài Gòn đẹp lắm, hát hay vô cùng, phát âm tiếng Việt rất là đẹp. Như vậy là có cơ hội là cuối cùng là con nói tiếng gì? Ở nhà con nói tiếng gì? Ba có tình luôn. Con nói tiếng Việt. Con sanh ra ở Nga, con lớn lên ở Mỹ, rồi cuối cùng con nói tiếng Việt phải không? Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Siêu rồi. Siêu rồi, này là đó. Siêu sao rồi. Siêu sao rồi. Chúc mừng con nha. Giỏi quá. Trời ơi. Siêu sao. Đây, qua máy đồ. Ô, cái này là bàn máy may nè. Dạ. Ai ngồi đây rồi? Đó, qua máy đồ. À, đây là bàn máy may. Có một con bé đang ngồi tập tành may đồ đây. Đằng sau lưng là bán đồ Việt Nam đó, mấy đồ. Cô Trường sập đó Nguyễn Trường. Rồi đi qua đây, đến gian hàng trái cây. Bên đây là gian hàng trái cây. Nhìn ở này là thấy miền Tây rồi. Đây là nhìn là thấy miền Tây rồi. Trời ơi, con bé dễ thương chưa? Trời ơi, dễ thương nè. Hello. Hello. Rồi khán giả Lido Sài Gòn TV chúc mừng hai mẹ thì đúng nha. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì? Chôm chôm. Cái gì? Dạ. Rồi. Trời ơi, hôm nay là có con của đại ca Nguyễn Trường đi nè. Đây nè. Rồi đây. Bánh chưng bánh tét đây. Đây cũng là nơi để mọi người nghỉ mệt đây. Bánh chưng bánh tét và đố anh Trường cái cục nhỏ này là gì? Cục đó là nem chua. Nem chua đúng rồi. Đây là chanh. Đây này là chanh, chanh chứ không phải bưởi, chanh.
Bác bán muối gì không? Cái này là ớt khô. Còn này kia? Gánh nè. Kia sâm à. Sâm khoai mì sắc lát. Khoai mì sắc lát hả? Khoai mì sắc lát. Rồi gánh luôn đi. Gánh luôn ha. Ờ. Đó. Đây. Đây là cái gánh. Kêu là gánh lúa về, gánh lúa về. Gánh lúa về, gánh lúa về. Ôi trời ơi, đến cậu bé này nữa, đến cậu bé này bắt dưới Nguyễn Trường nè. Nè, đó, khiêng lên. Ok, quý vị đang cùng với Ngọc Lan và anh Nguyễn Trường có mặt ở ngay tại làng Việt Nam của Hội Chợ Tết Sinh Viên. Bây giờ có người... Chơi có người, tiếp tăng 2 hả? Dữ quá. Đi từ hồi sáng giờ, có đi phải từ 7 giờ từ sáng. Tối ngày qua. Tối là hội chợ Tết ở ngay công viên Mount Square Park của giám sát viên Andrew Đỗ. Rồi sáng nay thì là diễn hành Tết ở trên đường Bonsa. Và bây giờ là đang trong hội chợ Tết của Tổng hội Sinh viên miền Nam California. Và cái nơi mà chúng tôi đang đứng đây là làng Việt Nam. Làng Việt Nam nha. Trong hội chợ Tết sinh viên. Okay. Đó, đây là Việt Nam. Thấy ở đây liên đoàn hướng đạo Lam Sơn đang làm gì đây không biết. Đây, đó. Cái này là gì ta? Đây làm gì không biết nữa. Thiết kế cái cầu cầu khỉ hả? Đây nè, đây có một chắc là trưởng. Anh ơi, mấy cái này là thiết kế của cái gì vậy anh? Cái này là cái campground, là một cái cắm trại, mình đi cắm trại thì đào là mình sẽ làm mấy cái này. Ok. Có bàn không, cái ghế này. Đây là một trưởng hướng đạo đã cho biết là ở đây là cái setup ở đây là cho khi mà đi cắm trại đó, các em đi cắm trại thì cái cách mà sẽ làm bàn ghế thì để ngồi đó, giống như là giả chiến vậy đó. Ok. Ở đây là cái ghế nè. Ở đây đúng đây rồi. Đây là cái bàn nè. Đúng rồi, đúng là như vậy đó. Đó. Như vậy đó. Ngồi vậy đó quý vị. Rồi chỉ cách nấu cơm luôn. Rồi bên này nè, nấu cơm nè, rửa chén nè. Rửa chén tự chế luôn. Rửa chén tự chế nè. Ok. Đó là cái cách mà để cho thích ứng với mọi địa hình. Còn cái này là gì anh? Cột cờ này đặt cờ nổi. Cột cờ nổi. Ok. Mình dây hết. Yeah, đó quý vị. Đây là chúng ta đang ở trong khu vực của liên đoàn hướng đạo Lam Sơn. Yeah. Rồi, cảm ơn anh. Đó cái cách dựng lều nè. Rồi đi tiếp. Rồi, đây, giờ qua bên anh. Đây, đi qua bên đây. Bây giờ mình đi mới ra bên này thôi ha. Đây là mấy cái gánh nè. Gánh nè. Đó, gánh đầu xanh, gánh đầu đỏ nè. Hội chợ Tết ở đây á, thì nhìn nó ấm cúng hơn. Coi này cậu bé này nè, đó. Cho nên ta đâu có dám để bột bán đó. Này bột bán. Nhưng mà để cho nó khô luôn. Khô luôn rồi. Chứ không thôi gánh rồi đổ gì? Hết. Mô hình này là gì? Cái gì giống như cái xuồng vậy đó. Giống như cái xuồng. Có máy chèo nè, thấy không? Rồi trên là cá nè. Đó. Cái xuồng mà nhỏ hơn cá nữa. Đó. Okay. Rồi đi qua bên đây, dãy bên đây. Đi tiếp. Nè, ở đây là anh Nguyễn Trường có thể giới thiệu được là đây là giống như cái miếu làng. Cái miếu làng phải không? Đây nè, miếu làng. Mỗi làng thờ một vị thần. Người này chắc là Ngọc Lan đoán là Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Thành Hoàng. Hoàng Hoa Thám chứ không phải Nguyễn Trung Trực. Đó. Đây là miếu làng nha quý vị. Hay quá ha. Là như là rêu nè, như rêu nè. Ở phía sau là cây chuối. Rồi. Ở đây là hôm nay đại ca Nguyễn Trường đi là có tổng phu nhân đi theo. Đây. Đây là cái nhìn đây là thấy như một cái cảnh mua bán ở trên sông. Chợ nổi. Nha. Yeah. Thấy hay không? Rồi, đi qua bên mấy cái làng bên kia nữa ha, cái nhà tranh máy đất ngay đây. Rồi. Cái
kia là sân khấu làng. Sân khấu làng, còn kia sân khấu chính. Bên kia là sân khấu chính. Sau lưng thì có một cái sân khấu để mà thi đua ăn phở đồ nữa. Ăn phở nữa. Sau lưng này, sau lưng này. Đang đói bụng ha, đi ăn phở hả? Ăn phở thi đua kìa. Ok. Rồi quý vị đang thấy là nhiều cái thiết kế nón lá ở đây cũng rất là độc đáo. Ồ. Hay ha. Free cái gì nữa nè, gì mình thấy free cái mình nghĩ vô à, free cái bồng gì đó. Survival breakfast. Wow, free do it yourself. Tức là tự đây, làm luôn. Đây, 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 mình dẫn cho các em làm đây. Right, this one up here. Next is this one. Over here. Đây là của Liên đoàn Hướng đạo Trung ương. Chụp hình làm như là có hoa hướng dương xung quanh gì đó. Hướng dương nè, những cái bụi rơm, những cái bụi rơm. Bụi rơm. Dạ. Còn tới đây là đồ ăn đủ rồi. Còn cái này là gì không biết, khoan khoan từ từ, ở đây là gì không biết, để coi. Từ San Diego. Yeah. Cảm ơn tất cả các anh chị vô cùng. Đang trong giờ làm việc không có chơi trò chơi được. Đi ra ngoài này coi là gì. Rồi đi. Hồi nãy mình đi đường đi vô mà. Có một số quý vị ở ở bên kia còn đồ ăn nữa kìa. Cái sân này nó rộng ghê luôn á. Cái này đồ ăn nè. Cái này là gian hàng chụp hình của nhiếp ảnh gia Hồ Đăng. Đấy luôn, anh luôn đó. Anh Hồ Đăng là phải set up một cái phone lên để chụp hình. Quý vị đang ở tại một cái nhà của nhiếp ảnh gia Hồ Đăng. Sân khấu làng sao mà làm xôn xảo hả? Dạ, ở đây là quầy để cho các em nhỏ chơi vẽ. Coi kìa, dễ thương không kìa. Mấy cái bàn nhỏ xíu đó mà người lớn ngồi được không biết nữa. Thật là nghỉ ngồi dám sập lắm á. Có đâu, chắc lắm á. Ông đồ người biết. Đây là đây gian hàng viết chữ bút họa. mình gọi là, mình không gọi là viết thương pháp hả? Giờ mình nói gì cho nó đúng anh? Không, đối với Châu Thùy là như vậy. Thư pháp á, là mình viết theo cái chữ như chữ Hán, chữ Nôm. Còn bây giờ mình viết theo mẫu từ ABC, thì là mình phải đổi cái tên ra để cho nó phân biệt. Nhưng mà đối với Châu Thùy đó, bút họa là bởi khi mà mình sáng tác một cái tác phẩm như đằng sau này, quý vị thấy có chữ thuyền nhân hoặc là bản đồ Việt Nam bằng các vị từ vua dựng nước và tất cả những trận đánh lịch sử, thì cái bút nghệ thuật bút họa trong đó nó là tranh, là chữ và nó có ý nghĩa và nó có thông điệp trong đó. Thành ra sau này khi mà Châu Thùy nghiên cứu thì dùng cái chữ bút họa để nói về cái nghệ thuật đó, nó có chất cao thượng hơn là thư pháp, như là chỉ để viết câu đối câu lý. Nhưng mà như người ta là người Hoa, người Đại Hàn, người Nhật, họ viết cái chữ theo cái chữ tượng hình, thế nên mình gọi là thư pháp. Còn mình là mẫu từ ABC, mình phải đặt ra một cái tên khác để nó khác biệt là như vậy. Quý vị vừa mới nghe anh Châu Thủy, một người cũng rất là nổi tiếng ở đây trong cái việc mà giống như anh, nó không phải là viết thư pháp nữa, gọi là bút họa. Bút họa đó,
giới thiệu về bút họa nó khác từ Pháp như thế nào. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị. Vui không? Đi cái bàn người ta thấp như vậy là người ta cứ ngồi thôi. Rồi, giờ đi ra ngoài này thì nhiều cái gian hàng của các cái doanh nghiệp người ta đặt để mà giới thiệu, quảng cáo đúng không? Nhưng mà đồ ăn thì bao giờ vẫn là những cái gian hàng mà thu hút người ta nhất. Đây, đó. Còn những cái này thì chỉ để như vậy thôi. Đúng rồi, cho biết thôi. Chỉ để cho biết có cái sự hiện diện của họ thôi. Nhưng mà những cái gian hàng đồ ăn vẫn là đông nhất hết. Đây. Giờ mình đi qua mấy gian hàng đồ ăn nha. Đi vòng qua bên kia kìa. Ủa, cái chỗ nào mà chỗ Thi ăn phở? Thi ăn phở hình như ở ngoài. Thi trời ơi, nãy giờ mình nao nức đi kiếm cái chỗ mà Thi ăn phở. Hồi nãy nói rằng là có một cái sân khấu để mọi người Thi ăn phở. Có, mình sẽ đi tìm nha quý vị. Ô, đây có một cái bảo tàng của phân lực của Nam Hoàng. Dạ. Cao Optima. Mỗi người được phát một cái túi kìa. À, xếp hàng tới để quay vé số trúng rồi trúng thưởng kìa. Đây. Đây tôi ra cổng chính để vô. Đâu rồi? Tới đâu rồi? Mình đi kiếm cái nơi mà có ăn phở rồi nha. Ở đây có cái gì nè? À, cái xe hoa hồi sáng về tới đây rồi nè. Xe hoa con cọp á. Đây để chụp hình. Để chụp hình. Ok, bây giờ phải quay lại chỗ quý vị đang nhìn thấy Ngọc Lan và anh Nguyễn Trường không? Đó, bây giờ phải nhìn ở đây cho đẹp để thấy được cái áo dài của Nguyễn Trường nè. Ui, đó, ngày hôm nay Nguyễn Trường mặc áo dài đi hội chợ Tết nha quý vị. Đó, áo dài, còn Ngọc Lan thì cái chắc chắn đỏ thôi. Quý có màu đỏ là được rồi. Đúng rồi, bây giờ mình đang ở trong cái chỗ mà để người ta gọi là check-in đúng không? Check-in để cho mọi người có thể chụp hình được cho đẹp. Mà bây giờ Ngọc Lan với anh Nguyễn Trường đang muốn đi tìm cái nơi mà người ta đi ăn phở rồi đó. Đây nè, quý vị nhìn thấy ở đây có nhiều cái chỗ chụp hình đẹp lắm nè. Đây nè. Hội Tết sinh viên được sự giúp đỡ điều hành của hàng trăm tình nguyện viên của các trường đại học, đại học, các nhân viên chuyên nghiệp trẻ và các bộ ngành trong cộng đồng. Và đã tạo điều kiện. Nè, bên này có nhiều cái chỗ để quý vị có thể vào đây chụp hình đẹp lắm. Xin quý vị ghé qua một thông tin để biết thêm chi tiết về các hoạt động viên Việt Nam hiện nay và các chương trình sinh hoạt. Bây giờ ở đây là chụp hình rất là đẹp. Nhiều người đây có chiếc cái chiếc xích lô đẹp không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm đó. Rồi hai bạn này có đẹp không? Thì mình có đẹp không? Đó. Rồi giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ mà ăn phở nha. Đi. Một ngôi nhà có chiếu đàng hoàng nha. Có chiếu nè. Có cái phản cũ rồi á, cái sạp. Sạp. Cái sạp. Đây. Trong bao nhiêu năm qua, vì vậy xin mời quý vị. Cái sạp. Chết bể gì rồi. mới ngồi lên nghe tiếng bể hết hồn. Nghe ghê vậy, gì nó lắc quá vậy. Đi qua đây với hàng ăn uống rồi mình đi tìm ban tổ chức mình mới hỏi được cái chỗ. Đâu. Hả? Không phải đâu. Đây, bên này đi, đi qua đây đi, hỏi cho. Bầu cua cá cọp quý vị. Bầu cua cá cọp. Đó. Ở đâu là Nguyễn Trường lại con chen vô. Đắt bầu cua. Ba con cua. Ba con gà, đây gà cá. À, bây giờ mở lên nè. Mở lên nè. Ôi ha. Hả?
không có là tốt nhất. Chưa mở đúng không? Chơi đổi quà, chơi đổi quà. Chơi bầu cua để đổi quà. Mua một phiếu là một đồng, một cái token là một đồng. Đây, gian hàng ăn uống ở đây. Gian hàng ăn uống thì bao giờ nó cũng rất rất là đông. Ô, oh, cà phê 949 kìa. Rồi, Lào, amazing eat. Ô, oh, gia vị nêm nếm người Lào. Nước mía. Dạ, quý vị nhìn thấy á, vô đây á, mà xếp hàng nè. Xếp hàng mua đồ ăn này nha. Dài dài này nha. Đó, đông như vậy đó. Xếp hàng cho cái quầy nước mía. Ờ, nước mía mà nước mía đủ vị hay đâu luôn đúng không? Ừ, đúng. Nước mía đủ vị luôn. Dạ. Yeah. Rồi coi hai cái hình là hai cái người cái bông bóng rồi. Mời vô cái chỗ đó. Đó, 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 đó. Rồi đi đến đó nha. Chị đến tập trung đây nha. Bây giờ tập It must have been a cool experience though. I want the whole program. Chúng ta đang trong hội chợ Tết sinh viên. Ồ, hai cái hình này vui quá. Đây nè, hai cái hình này vui quá quý vị. Đây. Hình barbecue. Ờ. Đây vui không? Vui không? Đó, mời khách đến ăn vậy đó, nhìn rất là vui. Anh Trường cầm giùm Lan cái này đi. Rồi, vừa nói đi, còn Lan check nữa. Rồi, bây giờ tôi với quý vị chúng tôi không thể nào chơi các trò chơi được, cũng không thể nào ăn được, tại vì đang làm công việc. Chúng tôi đang đi thi hành công vụ. Ồ, cái gian hàng này là Lucky Korean Barbecue. Đây, yeah. Đây, mọi người xếp hàng nè quý vị ơi. Nó dài như vậy nè. Xuống tới đây luôn. Hai bên đều có những cái sạp ăn uống. Can I say hi? Hi. Oh, yeah. Hi. Hi. Why are you here? Hola. Hello. Hola. To celebrate New Year. Yeah. Yeah. Can I say hello to Little Saigon TV? Little Saigon TV. Hi. Chili on. Quý vị nhìn thấy cái em nó rất là dễ thương, đi xong rồi muốn say hi, thấy người ta like. Cái này hay quá hả? Say hi. Cái này nè. Yeah. Đây, hôm nay trong này cũng áo dài không nè, thấy chưa? Đúng. Đó. Rồi. Tại vì ngày hôm nay là từ lúc 10 giờ cho đến 12 giờ là vào cửa mà mặc áo dài là miễn phí. Cho nên là nhiều người đã vào từ lúc trưa đó và giờ họ là ở đây chơi cho đến tối luôn. Thưởng thức xong tất cả các món ăn rồi mới đi về, đúng không? Ồ, cái này là mì xào nè. Mì xào Của Nhật. Chinese Festival Food. Còn bên này á là bánh kẹp. Đúng không? Đúng rồi. Bánh kẹp lá dứa nè, bánh kẹp sô cô la nè. Có kem nữa. Có kem vô nữa. À. Nè bên này nè, nhìn đây cũng hấp dẫn luôn nha. Ôi. Đó. Ở đây vậy, đồ ăn thức uống rất là phong phú và đa dạng. Ở chỗ này có bán áo thun với mấy cái hình đẹp ha. Đây, hay quá. Ồ. Đây là những cái bàn nè, để người ta ngồi ăn ở giữa đường nè. Để quay thực tác như vậy trời. Đó. Ủa, 456 là cái gì ta? Anh kia có bán cái áo mà là 456. Những cái con giống như là thú nhồi bông phải không? Gấu nhồi bông. Cái này là giống như là hình như nếu mình mới không lầm là của Nhật hay của Thái gì đó. Cartoon nè. Yeah. Hình cartoon. Những cái con này cũng rất là nổi tiếng. Đây. Ngọc Lan
Ô đây là làm nhà nữ trang mà để tay mình vô này, đặt tay mình vô này. Đây nè, đang làm nè. Trời, cái sân khấu làng bên kia nó vui quá ha. Ngọc Lan có thích uống bò bà không? Bò bà lớp. Ngọc Lan muốn đi kiếm cái chỗ mà người ta thi ăn uống mà kiếm chưa có ra. Trong cái nhà hồi nãy. Phải không? Si bà. Oh, macaron. Này là gì? Bánh macaron. Yeah. Ủa sao Garden Grove Police anh nằm đây? Đây là những cái chỗ để mà người ta giới thiệu. Giới thiệu. Đây. Đây, đến đây đi hỏi là đập bừng. Dĩ nhiên đây là những cảnh sát gốc Việt nè. Tới đây, đây. Tới đây, tới đây. À, quý vị đang cùng với Ngọc Lan và Nguyễn Trường, à, đài Little Sài Gòn TV, à, đang có mặt ngay tại gian hàng của Garden Grove Police Department. Ai muốn ghi danh đi làm cảnh sát? Quý vị nhìn thấy những gương mặt rất đó. Trẻ mà bảo đảm trong này là có người Việt Nam đúng không? Đó, thấy họ Vũ là biết Việt Nam rồi, thấy họ Huỳnh là biết Việt Nam rồi, họ Phạm là biết Việt Nam rồi. Chưa có thấy được cái bản tên của em cho nên Richard. Ok. Rồi. Các bạn có muốn nói một cái gì đó với khán giả của Leader Sài Gòn TV không? Đó. Những người lính rất là tiếng Việt còn yếu. Ok, you can speak in English. Yeah. Ok. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tiếp tục. Từng người đi. If you're looking for a career in law enforcement, Garden Grove PD is hiring. We're always looking for the newest generation of officers. Đó, nếu quý vị đang là muốn gia nhập lực lượng cảnh sát ok, chúc mừng năm mới đó. Có lẽ là sẽ không ở đâu mà quý vị đi mà có nhiều cảnh sát gốc Việt giống như là ở vùng Little Sài Gòn này. Cảm ơn nha, xin chào. Nếu mà ai muốn trở thành gia nhập lực lượng cảnh sát cùng với những hot boy này á thì có thể tìm đến đây. Đây là gian hàng để mà mình ghi tên mình tham gia vô Marines đi lính. Đó. Đại thêm là Marines. Ủa sao Marines có cái xe ngầu quá ha? Đi tiếp. Đây Marines có cái xe à. Đó, Marines. Đây. Hey. Tiếp tục hot boy nữa quý vị. Rồi bây giờ mình vô đã trở lại cái sân khấu hồi nãy. Sân khấu chính đúng không? Ở đâu có nhiều cái giống như là hấp bánh bao đúng không? Ồ, đang thấy cái những cái đồ bánh bao. Ok. Đi vòng vòng hồi cũng lại đồ ăn nữa. Cũng là đồ ăn. Ở bên này có nhiều loại nước nè. Nước chanh nè, margarita kìa. Đó, cái đó của những người đó. Rum runner. Yeah. Ok. Quý vị đang cùng với Nguyễn Trường và Ngọc Lan ở ngay tại hội chợ Tết sinh viên 2022. Trước đây đó, từ nhiều năm về trước thì hội chợ Tết sinh viên được tổ chức ở ngay chỗ công viên nơi trường Bonsai Grande, nơi rất là gần trung tâm của người Việt Nam ở ngay tại Little Sài Gòn. Nhưng mà rồi sau đó vì nhiều cái lý do cho nên là hội chợ Tết sinh viên đã được dọn về đây OC Fair. Nó hơi xa
khu Lido Sài Gòn một đông. Chút xíu, nhưng mà không vì thế mà nó ít đi. Rồi các vị nhìn thấy á, khi mà về đây á, thì cái hay á, là thu hút nhiều những người thuộc sắc dân khác, người đúng. Ta cũng đến đây và người rất ta thấy luôn. Giống như là nó quen thuộc với họ rồi, đúng không? Mình vô đây thì mình sẽ không thấy là có những cái món ăn của người Việt Nam không nữa, mà món ăn của nhiều cái sắc dân khác, có người ta Nhật, cũng có món Hàn Quốc, và người ta cũng mở ra ở chỗ này. Bây giờ hôm nay là chiều ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần. Hội chợ Tết sinh viên sẽ còn diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Ở đây đó thì nó khác với lại hội chợ Tết do giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức ngay tại công viên Marsway Park, đó là các bạn mọi người phải mua vé vào cửa. Giá vé là 8 đồng và gửi xe đó là gửi xe là 10 đồng. Gửi xe là 10 đồng nha. Rồi. Bây giờ quý vị cùng với Ngọc Lan và Nguyễn Trường tiếp tục xem ở đây nó còn có những cái gì nữa, và khi càng chiều xuống thì như càng người ta càng đến này đông hơn. Đúng rồi, đây là cái dịp để người ta đi chơi Tết đó, cũng là ngày cuối tuần nữa, chiều thứ bảy đi làm overtime xong rồi ra ha. Bây giờ mình đi chơi, vô đây thì mình thưởng thức được nhiều món ăn của nhiều sắc dân khác nhau. Ở đây đồ cứ gian hàng đồ ăn là đông mà, rồi gian hàng là có ca nhạc là đông. Đúng, trò chơi bên kia nữa. Ở đây thì nó có cái nơi mà mỗi năm người cũng thu hút rất là nhiều người, đó là người ta thi ăn phở, rồi thi ăn cái gì đó, thi ăn phở hay thi ăn gì? Thi ăn phở nè, rồi mỗi năm thì có thi ăn bánh mì nè, dưa hấu nè. Thi ăn tùm lum hết trơn á, mà nãy giờ mình chưa tìm ra. Ô, có xôi xoài nữa kìa. Cô cho quay cái phần đó, cái đồ ăn cái này đó là cô. Mình mua ở gian hàng đằng này á hả? Lào, ô gian hàng của người Lào, cái này là xôi xoài. Cái này là gà nướng. Gà nướng xôi xoài này là bao nhiêu một phần cô? 8 đồng. Được quá ha. Được. Dạ cảm ơn chị. Giống như là người Thái đó, xôi xoài, xôi sầu riêng đó. Trời thấy người ta đi ngang chỉ vô xin quay luôn mới ghê chứ. Đó. Rồi bên đây. Rồi, ở trong này còn thiếu riêng. Đây còn thiếu riêng. Riêng với xả hả? Riêng với xả. Đây, đây là con gái của Nguyễn Trường. Đây nè, con gái của Nguyễn Trường đó. Ồ, cái này là mấy em đang cười. Ồ, hoa khôi Liên Trường. Hoa khôi Liên Trường. Hoa khôi Liên Trường đi ngang nhìn mình không cười trời. Đó. Đây, người ta là hoa khôi, người ta không cười với mình đâu. Chết cha, hoa khôi không cười với mình đâu. Không, cười với ai? Cười với lại. Thôi vậy mình kiếm. Không có hoa khôi, mình kiếm hoa hậu đỡ đi nè. Đây, đó, có hoa hậu cười với mình. Ồ, bây giờ ngoài những cái gian hàng ăn, gian hàng giới thiệu những sản phẩm thì còn có những gian hàng trò chơi cho trẻ em nữa. Ngay sau lưng Ngọc Lan á là gian hàng trò chơi trẻ em. Giống như hôm qua mình đi quay ở dưới My Square Park đó, bánh bong bóng rồi thảy vịt gì dưới kia nữa kìa. Đó. Ok. À đây là cái sân khấu, đây là cái chỗ ăn mà người ta vừa ăn vừa nhìn sân khấu được. Rồi ha. Quý vị vừa cùng với Nguyễn Trường và Ngọc Lan thôi, mình sẽ quay lại đây. Quý vị vừa mới cùng với Nguyễn Trường và Ngọc Lan đi dạo một vòng quanh hội chợ Tết sinh viên năm 2022 ở khu Cipher. Hy vọng rằng là quý vị sẽ dành thời gian để đến đây tham gia những cái sinh hoạt ở đây. Thứ nhất là ủng hộ cho các em sinh viên ở vùng miền Nam California. Thứ hai là để thấy được cái không khí Tết ở Việt Nam Cali nó như thế nào, cái sự mà sôi nổi nhộn nhịp nó ra làm sao. Năm ngoái chúng ta không có hội chợ bởi vì Covid-19, năm nay thì đã trở lại mà trong cái tiết trời rất là ấm áp, nắng vẫn còn đẹp. Hy vọng là gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc mừng năm mới. Hello, chúc mừng năm mới một lần nữa. OC Fair ở trên đường Fairview với đường Arlington, đường ngang thì hồi nãy là mình lại đường bị quên mất rồi, nhưng mà cái chỗ mà vẫn thường xuyên có những cái sự kiện lớn được diễn ra ở đây như là hội chợ mùa hè của quận Cam này ha, và nhiều lắm. Thì quý vị nhớ có 2 ngày, thứ bảy chủ nhật, và cũng có một cái hội chợ nữa cũng ngày hôm nay và ngày mai luôn, hai nơi để quý vị đi chơi. À, nhưng mà hai bên thì mỗi bên một vẻ, mỗi bên một nét khác nhau. Mình đi hai mỗi cái luôn. Mỗi vẻ 10 phân vẹn 10. Hai mười bên luôn. Mình có thể đi để tìm hiểu bên này như thế nào, bên kia như thế nào. Thì chúc cho quý vị có được ngày thứ bảy và chủ nhật thật là vui, mùng 5 và mùng 6 Tết. Và
sau chương trình này có thể nói rằng là tất cả những tường thuật về Tết ở vùng Lido Sài Gòn của Ngọc Lam Hồng Vĩnh Trường nó đã đầy đủ tất cả, không có thiếu sót gì hết. Và một lần nữa xin chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc, phát lộc, phát tài. Em có đẹp không quý vị? Đẹp, rồi tắt đi. Tắt đi hen.